tượng đầu tiên của chúng mình là làm mô hình bằng đồ ăn, chủ yếu là bằng thạch. Bạn sinh chất từ xốp và keo. A few moments later. Đố các bạn biết Mai đang làm gì? Đó là dịch tế bào. Nạn nhân bằng đất sét. Xốp để làm thi thể rồi dán chúng lại với nhau. Thành quả nè, bộ máy Golgi được tạo ra từ tay Minh Khang và Quỳnh Hương. Công đoạn cuối cùng rồi đây, chúng mình đã đổ dịch tế bào vào trong màng sinh chất và xếp các bào quan khác lên trên. Xin chào cô, tất cả các bạn, mình là Phương Thảo và hôm nay mình xin đại diện cho nhóm 2 để trình bày về mô hình của nhóm mình. Đầu tiên là nhân tế bào. Nhân tế bào cấu tạo bao gồm bên ngoài có hai lớp màng cơ bản, bên trong là dịch chứa năng lượng sinh thể cùng ADN cộng protein histone cộng với nhân con. Nhân con là nơi tổng hợp ARN. Chức năng của nhân tế bào: chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào thông qua điều khiển việc tổng hợp protein, định hướng sự phát triển của tế bào và cơ thể. Thứ hai là lớp màng chất. Lớp màng chất có cấu tạo là hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên các ống nội soi để không với nhau. Nó có chức năng là vận chuyển các chất trong tế bào và trong tế bào ra ngoài. Có chức năng là ribosome tự do không đứng trên lưới nội chất hạt, giúp tổng hợp các protein trong bào tương. Bào tương là dịch lỏng của tế bào chất. Thứ tư là bộ máy Golgi. Bộ máy Golgi có cấu tạo là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau theo hình vòng cung, cái nọ tách biệt cái kia. Có chức năng là rất đáp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào. Tiếp theo ta sẽ đến với thi thể. Thi thể có cấu tạo bên ngoài là hai lớp màng cơ bản, màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các màng, trên màng có nhiều loại enzyme hô hấp. Còn bên trong là chất nền matrix chứa ADN mặt kép dạng vòng, ribosome 70S và nhiều loại enzyme hô hấp. Thi thể có chức năng là hô hấp nội bào, phân giải các chất hữu cơ, cung cấp năng lượng ATP cho các hoạt động sống của tế bào. Tiếp theo, thi thể được xem là nhà máy năng lượng của tế bào. Tế bào nào hoạt động nhiều cần nhiều năng lượng thì có nhiều ATP. Tiếp theo là lysosome. Lysosome có cấu tạo bên ngoài là một lớp màng, bên trong chứa enzyme thủy phân protein, carbon hydrate, lipid. Chức năng là chỉ có ở tế bào động vật, phân hủy tế bào già, tế bào tổn thương, bào quan hết hạn sử dụng. Tiếp theo là màng sinh chất. Thảm động thảm là do có một màng được cấu tạo từ một lớp phospholipid kết lại, trên có được các phân tử protein bám màng và xuyên màng, protein thảm vào lớp phospholipid kết. Động là do các phân tử phospholipid và protein có khả năng di chuyển một cách tương đối trong phạm vi màng. Thành phần chính của màng sinh chất là phospholipid và protein, glycoprotein cộng với carbon hydrate và cộng với protein mà tế bào động vật có. Khung xương tế bào có chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào và tạo cho tế bào động vật có hình dạng khác biệt. Ngoài ra, khung xương tế bào cũng là nơi neo đậu của các bào quan và một số loại tế bào. Khung xương còn giúp tế bào di chuyển.